Đây là bài 1 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây giữa Lina và Lục Vũ Bình. Hãy cùng học cách nói tên hai nhân vật trong bài. Lina là một học sinh người nước ngoài. Lina. 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 Hãy nhắc lại Lina. Lina. Hãy cùng học cách nói Lục Vũ Bình. Đây là tên của một học sinh người Trung Quốc. Lu Yu Ping. Lu. Lu. Yu. Yu. Ping. Ping. Lu Yu Ping. Lu Yu Ping. Trong đó Lu là họ Lục. Hãy nhắc lại Lục Vũ Bình. Lu Yu Ping. Lu Yu Ping. Hãy nói hai tên Lina, Lục Vũ Bình. Lina. Lu Yu Ping. Trong tiếng Trung, cách chào nhau là Ni hao. Trong đó từ Ni có nghĩa là bạn, anh, chị, vân vân. Hảo là tốt, khỏe. Ni hao. Tiếng Trung nói thành Ni hao. Hay nói xin chào. Ni hao. Ni hao. Hãy thử nói Lina chào cậu. Lina, ni hao. Lina, ni hao. Hãy nói Lục Vũ Bình chào cậu. Lu Yu Ping, ni hao. Lu Yu Ping, ni hao. Bây giờ hãy học cách nói bạn có khỏe không? Ni hao ma. Trong đó từ ma trong tiếng Trung là một từ để hỏi, ở đây có nghĩa là không, phải không. Ma là thanh nhẹ. Hãy nói bạn có khỏe không, nguyên văn là bạn khỏe không. Ni hao ma. Ni hao ma. Hãy thử nói anh khỏe không. Ni hao ma. Bạn có khỏe không? Ni hao ma. Hãy nói Lục Vũ Bình cậu khỏe không? Lu Yu Ping, ni hao ma? Lu Yu Ping, ni hao ma? Lina, bạn khỏe không? Lina, ni hao ma? Lina, ni hao ma? Hãy nghe từ tôi trong tiếng Trung. Wo. Wo. Trong tiếng Trung người ta thường nói mình rất khỏe thay vì nói là mình khỏe. Hãy nghe cách nói này. 我很好. Hãy nghe từ rất. 很. 很. Từ này là thanh ba. Rất khỏe. 很好. Trong tiếng Trung nói thành 很好. 很好. Hay nói rất khỏe. 很好. Bây giờ hãy nghe cách nói tôi rất khỏe. 我很好. 我很好. Có thể nói là 我很好. Hãy chú ý cách biến điệu thanh ba trong tiếng Trung. Ví dụ, 你好 đọc thành 你好, 很好 đọc thành 很好, 我很好 đọc thành
我很好 hoặc 我很好. Quy tắc nói chung như sau. Khi hai thanh ba đi liền nhau, thanh thứ nhất đọc thành thanh hai. Ví dụ, nǐ hǎo hoặc khěn hǎo đọc thành nǐ hǎo, khěn hǎo. Ba thanh ba đi liền nhau, thanh ở giữa đọc thành thanh hai hoặc hai thanh đầu đọc thành thanh hai. 我很好 đọc thành 我很好 hoặc 我很好. Khi bốn thanh ba đi liền nhau, người ta thường tách đôi ra. Bây giờ hãy thử nhắc lại. Lina, cậu có khỏe không? Lina, ni khảo ma? Lục Vũ Bình, bạn khỏe không? Lu Yu Ping, ni khảo ma? Mình rất khỏe. 我很好 我很好 Sau đây là từ bố trong tiếng Trung. Ba ba. 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 Ba ba. Một thanh bốn và một thanh nhẹ. Hãy nhắc lại. Ba ba. Từ mẹ trong tiếng Trung. Ma ma. Ma ma. Ma ma. Hãy nhắc lại. Bố. Ba ba. Mẹ. Ma ma. Hãy nói cùng nhau. Bố, mẹ. Ba ba. Ma ma. Ba ba. Ma ma. Bây giờ hãy nghe cách nói bố của bạn. Nguyên văn là bạn. Bố. Nǐ bà bà. Nǐ bà bà. Hãy thử nói mẹ của bạn. Nǐ mā mǎ. Nǐ mā mǎ. Bây giờ hãy thử nói bố tôi. Wǒ bà bà. Wǒ bà bà. Mẹ của tôi. Wǒ mā mǎ. Wǒ mā mǎ. Bây giờ hãy thử nói bố mẹ của bạn. Nguyên văn là bạn, bố, mẹ. Nǐ bà bà mā mǎ. Nǐ bà bà mā mǎ. Hãy nói bố mẹ tôi. 我爸爸妈妈 我爸爸妈妈 Hãy thử nói bố của bạn có khỏe không? Nguyên văn là bạn bố khỏe không? 你爸爸好吗? Nǐ bà bà hǎo ma? Mẹ bạn có khỏe không? Nǐ mā mǎ hǎo ma? Nǐ mā mǎ hǎo ma? Hãy thử nói, Lina, bố mẹ bạn có khỏe không? Lina, nǐ bà bà mā mǎ hǎo ma? Lina, nǐ bà bà mā mǎ hǎo ma?